Đây là vườn ớt ghép sau trồng 4 ngày ha. Bạn thấy là về tình hình chung á thì một số cây thì có thể là đáp ứng được khá tốt thì nó vẫn là hơi vẫn là khỏe mạnh. Tuy nhiên một số cây thì nó hơi héo. Hơi héo ha. Vốn dĩ là nó héo là do khi mà trước đó nó đang ở trong cái môi trường rất là thuận lợi, ở trong khay cái độ ẩm nó được luôn ẩm ướt này, được cây này che cây kia nữa nên nó mát mẻ hơn ha. Bây giờ qua một cái môi trường lớn hơn, nhiệt độ cao hơn, cái nước nó không được cung cấp được nhiều như trước nữa thì cái vi khí hậu xung quanh cây nó trở nên khắc nghiệt và làm cho cái cây nó bị stress ha. Trưa nắng nóng như thế này thì cái khí khổng của lá nó sẽ đóng lại. Khi mà đóng lại rồi thì nước không được dẫn truyền vào trong cây làm cho cái lá của nó bị héo ha, cho không có nước. Nếu mà cái tình trạng héo mà cứ để liên tục như vậy thì nó không hề tốt cho cây ha, nó sẽ bị cháy, đầu tiên là cháy cái rìa cạnh, sau đó là bị vàng hết lá ha, và cây nó sẽ chậm phục hồi và phát triển. Đối với những cái vườn như thế này, đặc biệt là sau trồng như thế này thì nên sử dụng những cái bếp phun phía trên. Như bạn thấy là đây, đây vườn này có bếp phun trên này, đó ha, đó bếp phun trên. Sử dụng bếp phun trên vào buổi trưa từ lúc giai đoạn 9:30 cho đến 2 giờ là một biện pháp rất tốt ha, chỉ cần phun sơ khoảng chừng nửa phút thôi, mình vừa mới nói bác chủ vườn là phun nửa phút thôi. Thì khi mà phun như vậy thì cái lá trên nó cũng khá là ẩm này, nó khá là ẩm ướt. Tại sao không phun lâu? Phun lâu nó đậm quá, đậm quá mà cái ánh sáng cường độ mặt trời mà nó quá cao sẽ làm cho cháy lá, đậm lên sẽ dễ bị cháy lá này. Không phun sơ lâu, mình chỉ phun sơ để tạo cái độ ẩm xung quanh cái môi trường không khí và cái tạo độ ẩm trên lá như thế này thì giúp cho cái cây nó đỡ căng thẳng ha. Và cây cần phải làm gì nữa trong những cái giai đoạn mà cây con như thế này? Cần phải làm gì nữa để cho cái rễ, cái lá, mọi thứ nó tiếp ứng tốt và khỏe mạnh? Thì hãy đồng hành cùng với Funo ha. Funo sẽ đồng hành cùng bà con để giúp cho cái cây trồng nó sinh trưởng, phát triển tốt và cho ra một vụ mùa thu nhé.